xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với HD Radio. Nhắc đến thương hiệu Bow thì không ai trong chúng ta là không biết đến thương hiệu này đúng không ạ? Bow là một thương hiệu loa đến từ Mỹ, được thành lập vào năm 1964 bởi ông Amos Bow, công ty sản xuất thiết bị âm thanh Bow Company, trụ sở chính được đặt tại Framingham, phía tây Boston, và là một trong những công ty sản xuất thiết bị âm thanh lớn nhất nước Mỹ và toàn cầu. Ngày hôm nay mình thật sự rất phấn khích muốn giới thiệu cho các bạn một bộ loa Bow Smart Sauba 300 với âm thanh và công nghệ đỉnh cao. Trước tiên, điều mà mọi người quan tâm đó chính là giá thành của bộ loa. Hiện tại ở HD Radio, bộ loa này đang có giá là 12.490.000 với thanh Sauba và 12.200.000 với loa siêu trầm Bow Bass Module 500. Một mức giá rất hợp lý mà ai cũng có thể tiếp cận được, nhất là các bạn trẻ muốn sắm cho căn phòng của mình một bộ dàn xem phim nghe nhạc cao cấp, mang lại những trải nghiệm thú vị nhưng vẫn vừa với túi tiền của mình. Ok, và không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem với mức giá hơn 12 triệu thì mẫu loa này có những gì nhá. Bắt đầu nào. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ khám phá phần ngoại hình của loa trước. Với lối thiết kế chuẩn ngôn ngữ thiết kế của Bow, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, thì mặt e căng của loa được làm bằng kim loại, vỏ được làm bằng nhựa cao cấp với tông màu đen, chống bám bụi và vân tay. Tuy không được trang bị kính cường lực ở mặt trên như các mẫu Sauba đàn anh như 500, 700 hay 900, nhưng chiếc loa này vẫn rất đáng tiền. Ở giữa là logo Bow màu trắng nổi bật. Loa có kích thước là cao 5,6cm, dài 68cm và sâu 10,5cm, nặng chỉ 2,5kg. Chúng ta có thể dễ dàng bày trí và setup với các không gian phòng khác nhau. Bow Smart Sauba 300 có cấu tạo bên trong bao gồm hai loa toàn giải ở giữa, hai loa toàn giải hai bên trái phải đặt với góc 45 độ, một loa tweeter ở chính giữa mang đến cho người dùng trải nghiệm âm thanh lấp đầy căn phòng. Các bạn cũng có thể treo được chiếc loa này lên tường với bộ phụ kiện treo mua kèm. Và hãy yên tâm về chất âm là sẽ không bị ảnh hưởng gì nhé, vì trên mẫu loa này được trang bị công nghệ gọi là TV World Mounting. Cho dù loa được đặt ở trên kệ hay là treo trên tường thì chất âm phát ra vẫn sẽ luôn được đồng nhất. Và vì với thiết kế tối giản nên trên chiếc loa này sẽ không có một nút bấm cơ học hay màn hình hiển thị như các mẫu Sauba khác. Chúng ta sẽ không thể theo dõi các thông số khi chúng ta điều khiển bằng remote. Tuy nhiên để bù lại, hãng đã phát triển một ứng dụng có tên là Bow Music để kết nối các thiết bị khác của Bow, quản lý cũng như điều chỉnh các thông số, chọn nguồn phát đầu vào, vân vân. Tiếp đến, một công nghệ nữa độc quyền của Bow đó chính là công nghệ Voice for Video. Chúng ta có thể hiểu nôm na là công nghệ chống ồn. Hãng trang bị bên trong loa micro chống ồn đa hướng, giúp chúng ta có thể ra lệnh bằng giọng nói ngay cả khi bật loa với âm lượng lớn mà vẫn đảm bảo độ nhạy và chính xác, với hai trợ lý ảo là Alexa và Google Assistant. Mặt sau thì cũng đầy đủ các cổng kết nối như HDMI này, Optical này, cổng IR để kết nối các thiết bị điều khiển hồng ngoại, cổng kết nối loa siêu trầm và cả chỗ cắm nguồn điện nữa. Và là một mẫu Sauba thông minh nên Bow Smart Sauba 300, các bạn có thể kết nối Wi-Fi cho chiếc loa này để nghe nhạc trực tuyến qua AirPlay 2, qua các thiết bị của Apple, Spotify Connect hay Bluetooth. Đây cũng là tính năng mà mình sử dụng nhiều nhất vì sự tiện dụng của nó. Mình nghĩ là các bạn trẻ ngày nay thì cũng giống mình thôi, vì chúng ta không có quá nhiều thời gian để mà xem TV nữa. Tiếp theo, mình muốn giới thiệu thêm cho các bạn về một công nghệ nữa mà hãng trang bị cho chiếc loa này. Đó chính là công nghệ ghép nối Symbol Sync để ghép nối với các thiết bị khác tương thích của Bow. Ví dụ như là bạn đang xem phim muộn nhưng không muốn tiếng ồn ảnh hưởng đến hàng xóm hay người thân của chúng ta, chúng ta có thể dễ dàng kết nối loa với các tai nghe như Quiet Comfort 45, Quiet Comfort 35 hoặc 35-25 mã, để có thể một mình thưởng thức trọn vẹn bộ phim hay bài nhạc yêu thích mà những người xung quanh không bị làm phiền. Hoặc các bạn cũng có thể kết nối với các mẫu loa khác cùng hãng trong căn nhà của mình, tạo thành một hệ sinh thái âm thanh đa phòng mà khi đi lại ở bất cứ đâu trong căn nhà của bạn, bạn cũng có thể nghe được ca sĩ mà mình yêu thích chẳng hạn. Cá nhân mình thấy chi tiết này khá là ăn tiền so với các hãng khác mà không có công nghệ này như của Bow. Cái mà mình ấn tượng nhất ở chiếc loa Bow Smart Sauba 300 này đó chính là khả năng tái tạo hiệu ứng âm thanh không gian vòm. Nhất là các bạn là tín đồ của phim ảnh thì không thể chê được cái chất âm hiệu ứng mà nó mang lại đâu nhá. Phải gọi nó hết nước chấm luôn. Cái Netflix và xem phim trên chiếc loa này thì mình nghĩ là các bạn có thể tiết kiệm được khá tiền ra rạp phim rồi đấy. Về phần nghe nhạc thì sao? Với cấu tạo bao gồm 4 loa toàn giải và 1 loa tweeter ở chính giữa thì độ chi tiết và ấm áp là điều không cần phải bàn. Các giải âm thanh ở tần số cao được thể hiện rõ ràng và tách bạch, không hề đem đến cảm giác bị chói hay khó chịu khi sử dụng nhiều giờ. Tiếng bass được xử lý khá là ngọt, không bị nùng bùng. Các bạn có thể nghe được nhiều thể loại nhạc khác nhau trên mẫu loa này. Ngoài ra, để hiệu ứng nghe nhạc và xem phim hoặc thậm chí là chiến game được lên một tầm cao mới hơn thì không thể không nhắc đến chiếc loa siêu trầm Bow Bass Module 500 này. Các hiệu ứng như tiếng bom nổ đùng đoàng trong phim hay tiếng đua xe
hoặc là tiếng cháy nổ trong các tựa game chiến đấu, hoặc là tiếng bát trầm uy lực cực đã trong các bài nhạc EDM hay là remix thì đều được em nó thể hiện một cách cực kỳ là đẳng cấp. Nó sẽ khiến bạn cảm thấy hồi hộp hơn, phấn khích hơn rất là nhiều. Mặc dù chỉ có hình dạng là khối lập phương với các cạnh chỉ là 10 inch, khá là nhỏ gọn với tông màu xám đen, dễ dàng bày trí trong các không gian mà không chiếm quá nhiều diện tích của bạn. Thêm vào đó, các bạn cũng có thể trang bị thêm một cặp loa Bose Surround Speaker để tạo ra một âm thanh vòm đẳng cấp hơn nữa. Phần link mô tả thì mình sẽ để ở phần bên dưới video này nhé, để các bạn có thể tiện tìm hiểu thêm. Sắp đến mùa World Cup rồi, anh em đam mê bóng đá thì có thể cân nhắc sắm ngay bộ này về để nghe tiếng bình luận hay là tiếng cổ vũ hò reo từ khán giả thì cứ phải gọi là phê. Hay xem phim mà cảm giác trực thăng đang bay ngay trên đầu thì đúng là nhức nách luôn. Thật sự mà nói, bộ Sao Ba của Bose này nó sẽ khiến các bạn chìm đắm trong một không gian giải trí tại nhà mà không cần phải ra rạp chiếu phim. Thật sự là tuyệt vời. Cá nhân mình cảm thấy sau khi trải nghiệm bộ loa Bose Smart Sao Ba 300 này thì chỉ làm mình thêm yêu thích thương hiệu Bose mà thôi. Và không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm âm thanh của bộ loa Sao Ba là ngay nhé. Và vừa rồi các bạn đã cùng mình review và trải nghiệm chất âm cực đã đến từ bộ loa Bose Smart Sao Ba 300 này. Nếu các bạn quan tâm thì có thể gọi điện đến số hotline 1800 0042 hoặc truy cập website hdradio.vn. Các bạn cũng có thể trực tiếp đến các showroom của HD Radio tại miền Bắc và miền Nam để có thể trực tiếp trải nghiệm và dinh em nó về ngay nhé. Và đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh YouTube của chúng mình. Cuối cùng, mình là Thái đến từ HD Radio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.